Chào mọi người, mình là Ánh Tuyết, mình là chủ cửa hàng chuỗi mít và mỹ phẩm Ánh Tuyết tại Hải Dương. Hiện tại mình đang là tại nhà phân phối chính hãng của nhãn hàng Kẹo Phép và Baptiste. Hai sản phẩm này hiện tại đang là hai sản phẩm bán chạy nhất trong list dầu gội khô và dung dịch vệ sinh tại cửa hàng nhà mình. Vì sao dầu gội khô này đang bán chạy nhất tại cửa hàng nhà mình? Vì dầu gội khô này là dầu gội khô đứng số 1 trên thế giới. Dầu gội khô này giúp loại bỏ dầu thừa trên tóc, làm sạch da đầu và làm giúp tóc bồng bềnh và mềm mượt chỉ trong 1 phút. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng dòng dầu khô Baptiste này vì dòng dầu khô này chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và phù hợp với mọi loại tóc và mọi loại da đầu.